Đây là nét đẹp của phôi gỗ xưa trên tác phẩm Cầu Như Ý, Cúc Nhật Cát Tường. Một phôi gỗ xưa có dáng cong như là chiếc cầu kiều được chúng tôi thiết kế mẫu tranh Cúc Nhật Cát Tường. Trong số các loài hoa thì hoa cúc đại đoá là loài hoa có nhiều cánh nhất, nhiều độ đan xen, uốn néo nên đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ và độ dẻo của tay nghề mới có thể thổi hồn vào cho tác phẩm được. Và với phôi gỗ xưa có đường kính lên tới 15-18cm này thì độ nổi khối lại càng phải nhiều hơn. Từng cánh hoa phải được bóc tách, kênh bong và thậm chí có những lá sẽ phải đứng độc lập để khoe dáng. Tất cả những điều đó đều mang lại một cái sự tò mò thú vị cho khách hàng. Với màu gỗ đỏ tươi, vân gỗ quyện xoắn, cánh hoa mềm mại, tất cả hòa quyện trong một chiếc gậy Như Ý Cúc Nhật Cát Tường, mang ý nghĩa là cứ mỗi ngày lại có một cái sự may mắn thuận lợi đến với gia đình. Và nếu như các bạn muốn sở hữu một chiếc gậy Như Ý độc lạ, khác biệt và sáng tạo, hãy liên hệ với tranh gỗ Bùi Gia để nhận được bản thiết kế riêng nhé.